Hello, chúng ta sẽ bắt đầu game Slipot True. Ok, bắt đầu. Ok, wow, đây, nhà vừa 13. Đây các bạn nhìn đây, tôi sẽ đi tìm các ngôi sao. Đây một ngôi sao các bạn. Hai ngôi sao. Wow, ba ngôi sao. Ok. Ok, lách vào tiếp theo. Có tí. Ok. Lại. Cái dương này là sao? Một ok, đây cảm ơn. Để tìm kiếm một mảnh ghép nữa các bạn. Đây. Ok, đi rồi. Phải tiếp qua. Phải tiếp, lạch nhau qua. Một ngôi sao, hai ngôi sao. Chưa thấy ngôi sao tiếp theo rồi. Bạn nhìn thấy ngôi sao tiếp theo chưa? Wow. Đây. Đi thôi. Ok. Mình đã vào tiếp. Đinh. Ngôi sao. Hai cả con chim đi không có sao nào. Ok. Wow. Lấy được một con sao thôi. Tiếp tục. Hai con sao.
Vẫn tiếp một sao các bạn. Các bạn nhìn thấy một sao nữa rồi không? Đây, ok. Ok. Sau game tiếp theo. Được cái gì đây? Ồ. Vàng. Đây, bọn nhảy đây. Đây. Thảm ăn chỉ độ tốt nhất. Wow. Được rồi. Đặt thử lại. Wow, ít nữa các bạn. Wow. Oh. Khá là khó đấy. Ok, cuối cùng thành công. Đấy các bạn nha, đang màu vàng luôn này. Các bạn tìm để hoàn thành tất cả những cái này màu vàng ấy, thời gian ấy, chúng ta mới có thể mở cái kia tiếp theo. Wow, ok. Được rồi. Các bạn chưa?
Vâng, hết rồi cậu, mua cái vàng vàng này các bạn nhá. Được rồi. Tuyệt vời. Gì đây? Tuyệt vời. Bây giờ tiếp tục đi. Sang cái tiếp theo. Super Box. Tuyệt vời. Wow. Mạch nhập vào. Lớp 7 ạ. Chuẩn bị đấy. Một cái đi qua thì nó sẽ ra. Thank you.
Hilfe. Na genau. Đây các bạn, ta lại vào tiếp. Wow, oh, ok. Ok, chúng ta sang game tiếp theo các bạn nhé. Nó game gì đây? Nó game Boss True. Ok, tiến vào đây, các bạn đi từ từ nhá. Mở cửa ra, các bạn trốn vào cái thùng này. Các bạn bảo vệ ra. Đây, ông bảo vệ sẽ vào đây. Kêu rồi, ô đã bị bắt rồi các bạn, cái tôi sửa lại cho các bạn xem. Bảo vệ sắp vào kìa. Rồi ta vào cái nó kêu. Wow. Ok, thôi ta sẽ kết tiếp theo nào. Chút sẽ ra. Ra với nhà rồi cả tuyết em được tuyết rơi. Wow. Ok. Wow, khá kinh khủng đấy. Liên tục lại. Ok, chương trình ta kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt. Các bạn thử lại nhé.
Ok, chúng ta kết thúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo của bạn.